Ivan Trần, nhà thiết kế tài năng, đã mang đến cho Việt Nam International Fashion Week F 2023 một bữa tiệc thời trang đầy phấn khích với bộ sưu tập Crystal. Lấy cảm hứng từ pha lê tuyết, VST này đã tạo ra một bức tranh mùa đông thuần khiết và tinh khôi. Á hậu một Miss Grand Việt Nam 2023, Bùi Khánh Linh, đã tự tin đảm nhận vị trí first face trong bộ cánh trắng tinh khôi, biến hóa thành tiên nữ mùa đông trên sàn diễn. Lê Thu Trang, quán quân The New Mentor 2023, đã thể hiện sự quý phái và thanh lịch trong bộ váy trắng hồng. BST Crystal cũng có sự tham gia của Á quân The Face 2023, Bo Crosby và thí sinh The Face, Hương Liên. Với sự kết hợp tài tình của tông màu trắng bạc và đen, xen kẽ ánh tím và hồng ngọt ngào. Được chăm sóc tỉ mỉ bởi nhà thiết kế Ivan Trần, mỗi trang phục thuộc Crystal đều mang đậm phong cách thuần khiết và lấp lánh. Ivan Trần tiếp tục thể hiện sự khéo léo với kỹ thuật cắt xẻ độc đáo và xếp ly mềm mại, tạo nên thiết kế nữ tính và yêu kiều. BST Essence of Harmony của thương hiệu Giang Hana cũng gây ấn tượng với sự hòa quyện giữa thời trang cao cấp và trang sức kim cương. Việt Nam International Fashion Week F 2023 đã chứng kiến một đêm bế mạc đầy sáng giá và đẳng cấp. BST Jean của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn đã mang đến cho Việt Nam International Fashion Week F 2023 một trình diễn thời trang đầy ấn tượng. Với sắc tím làm chủ đạo, BST này truyền tải thông điệp về tình yêu và lòng thủy chung. Với 80 kiểu dáng ready to wear và evening wear, thiết kế hiện đại và thanh lịch của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn đã tái hiện không khí mùa đông và lễ hội. Hoa hậu Hương Giang đã là vedette cho BST này, và nhiều người mẫu đình đám cũng đã tham gia. BST Jean của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn mang lại một màu sắc tình yêu và ấm áp trong tiết trời thu đông của Hà Nội. Từng chi tiết đính kết đá quý, lông vũ, sequin và nhiều chi tiết khác trên nền các chất liệu cao cấp được giày công tuyển chọn, tạo nên những điểm nhấn đặc sắc. Không khí mùa đông và lễ hội được tái hiện trên sàn diễn AVIFW Thu Đông 2023 qua BST duyên của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn. Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn đã mang lại một màu sắc tình yêu đầy chất thơ cùng sự ấm áp giữa tiết trời thu đông của thủ đô Hà Nội. Mọi sự trên đời đều do nhân duyên khởi phát mà thành, nó vừa hiện hữu trong từng giây phút của cuộc sống, nhưng cũng lại bao la rộng lớn như cả cõi đời này. Lấy cảm hứng từ triết lý này, duyên.